Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, đó chính là câu hát rất là quen thuộc để nói đến tầm quan trọng của thể dục thể thao đối với sức khỏe của tất cả chúng ta. Có rất là nhiều những bộ môn thể thao để giúp chúng ta nâng cao sức khỏe, nâng cao thể lực và giúp chúng ta giải stress sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Thế nhưng có một bộ môn rất kén người chơi và được giới nhà giàu thượng lưu rất là yêu thích, đó chính là bộ môn đánh golf. Vậy vì sao bộ môn này lại được giới nhà giàu yêu chuộng đến như vậy? Ngày hôm nay hãy cùng với Thanh Hiền và soi sáng kiến thức đi tìm hiểu sâu hơn về bộ môn thể thao đánh golf thông qua video dưới đây nhé. Vì sao những người giàu thích chơi golf? Golf là bộ môn được cho là dành riêng cho giới nhà giàu, những nhân vật thượng lưu có tầm ảnh hưởng. Nếu nhìn sơ qua dưới con mắt của chúng ta, bộ môn này có phần nhàm chán và chẳng có gì đặc biệt. Chỉ với một quả bóng, một cây gậy và đất trống là các nhân vật thượng lưu đã có thể chơi cả ngày. Nó cũng chẳng có sức hút như bóng đá, bóng chuyền hay các môn thể thao tốc độ khác, nhưng lại khiến cánh nhà giàu say như điếu đổ. Vậy nguyên cớ thực sự là gì? Lý do nào khiến họ mê môn thể thao này đến vậy? Liệu có phải là chúng ta đã có những cái nhìn nhận sai lầm về tính hấp dẫn của golf? Hãy cùng đi sâu vào phân tích để thấy nhé! Chi phí hết sức đắt đỏ. Đấy là điều tất nhiên rồi, đâu phải là khi không mà người ta lại đặt cho nó cái tên môn nhà giàu chơi. Để có thể gia nhập vào bộ môn golf, người chơi cần phải học và phải thuê huấn luyện viên cho mỗi khóa không dưới 1.000 USD. Chứ đâu phải đùng một cái là có thể ập vào chơi được đâu. Thấy thì đơn giản là cầm gậy phất lên quả bóng đấy thôi, nhưng thực chất rất là kỳ công. Bên cạnh đó, trang phục, dụng cụ chơi golf cũng có giá không phải dạng vừa đâu. Một bộ gậy golf có thể khiến người chơi tiêu tốn vài nghìn USD là chuyện hết sức bình thường. Khi ra sân, người chơi còn phải trả nhiều khoản phí khác như là thuê sân khoảng hơn 100 USD, thuê xe 50 USD, tip cho người phục vụ. Ôi, nghe đến đây thôi là thấy mình không hợp với bộ môn này rồi. Tiền đi làm đổ xăng còn phải cân nhắc thì lấy đâu ra mà chơi golf? Golf giúp người chơi khẳng định đẳng cấp. Bởi vì có chi phí đắt đỏ hơn so với các môn thể thao khác, khi chơi golf, bạn được mặc định được coi là người có tiền. Cái này là tất nhiên rồi, phải dư giả, rủng rỉnh lắm thì mới dám chơi. Chứ không lẽ giờ chúng ta lại nhịn ăn, nhịn mặc để tiết kiệm tiền vào một màn chơi golf? Nghe thôi đã thấy lố bịch rồi đúng không nào? Nhiều người chơi golf không hẳn vì đam mê, thậm chí chỉ biết cầm cây cậy vung lên đại mà thôi. Họ đơn giản ở đây là muốn thể hiện đẳng cấp. Với một số câu lạc bộ golf cao cấp, chỉ những người thực sự giàu mới đủ điều kiện để tham gia. Golf giúp tạo ra mạng lưới liên kết những người giàu. Các câu lạc bộ golf thường là tập hợp của những người chơi giàu có như là doanh nhân, chính trị gia, người nổi tiếng. Đây là một trong những môi trường lý tưởng để có thể giao lưu, kết nối với những người xa lạ nhưng có cùng đẳng cấp với nhau. Người giàu tất nhiên là thích được bao quanh bởi những người cùng chí hướng với mình rồi. Golf giúp họ có thể kết nối với nhau, có thể trao đổi công việc và tiến tới hợp tác. Nhiều bảng hợp đồng hay là phi vụ đình đám cũng có thể từ sân golf mà ra đó nha. Golf giúp người giàu giải trí, giải stress. Người giàu thì cũng giống như người thường chúng ta mà thôi. Họ cũng không tránh khỏi những áp lực trong công việc, thậm chí là lớn hơn rất là nhiều so với những người khác. Với việc tập trung đánh bóng vào lỗ, trao đổi với những người chơi, họ có thể tạm thời gạt những áp lực đó sang một bên. Đặc biệt với những pha đánh hay, ghi điểm tốt có thể giúp họ phấn khích, không thua kém những cầu thủ bóng đá ghi bàn đâu nha. Điều này giúp họ thư giãn, xả stress hiệu quả. Nhiều người giàu chơi golf đơn giản là bởi vì họ có thời gian làm điều này. Nhưng với những người làm việc theo giờ hành chính, khó có thể đến sân golf vào chơi ban ngày hay đi khắp nơi để chơi. Người giàu họ thường có thời gian linh hoạt, chủ động sắp xếp được công việc để chơi golf. Họ làm chủ mà, thích đi đâu, giờ nào mà trả được. Ai mà tiền lương họ được cơ chứ? Golf không đòi hỏi quá nhiều thể lực. Những người giàu chủ yếu làm công việc liên quan tới trí óc, ngồi văn phòng, họp hành liên miên nên không có nhiều thời gian vận động. Golf giúp họ có cơ hội rèn luyện thể chất nhưng không yêu cầu hoạt động cơ thể quá nhiều, quá nặng nhọc. Khi tới sân, họ đã có người hỗ trợ mang đồ, đi lại chủ yếu bằng xe điện nên ngay cả những người 60-70 tuổi cũng có thể tham gia chơi bộ môn này. Nói chung là chơi golf cơ bản cũng nhàn. Golf là bộ môn thể thao an toàn. Khác với những bộ môn thể thao mang tính đối kháng trực tiếp, golf có khả năng ít xảy ra xác suất chấn thương. Người chơi có thể yên tâm đến sân mà không lo dính đến chấn thương, ảnh hưởng tới công việc sau đó. Thử nghĩ xem, nếu vì một bộ môn thể thao đối kháng, họ có thể chịu rủi ro rất lớn khi dính phải một chấn thương, dù rất là nhỏ. Đặc biệt là ở vùng chân, biết bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch có thể bị đổ xong đổ bể vì việc này. Nên golf vẫn là sự lựa chọn an toàn và thông minh.
Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi sau khi xem xong video thì chúng ta đã hiểu được lý do vì sao bộ môn thể thao golf lại bánh cuốn giới nhà giàu đến như vậy rồi đúng không nào? Và điều kiện tiên quyết thì chúng ta có thể tham gia bộ môn thể thao này đó chính là tiền và thật nhiều tiền. Thế nhưng Thanh Hiền nghĩ rằng là nếu như chúng ta làm việc chăm chỉ và cố gắng mỗi ngày thì một ngày nào đó trong tương lai gần chúng ta sẽ có cơ hội được trải nghiệm bộ môn thể thao tuyệt vời này thôi. Và các bạn ở đây, ai đã từng tham gia bộ môn thể thao này rồi, đừng quên chia sẻ cảm xúc cho Thanh Hiền và mọi người được biết bằng một bình luận ở phía dưới nhé. Và ủng hộ tụi mình bằng cách like video, share video, subscribe kênh YouTube Soi Sáng Kiến Thức và nhấn vào chuông thông báo ở phía bên cạnh để trở thành một trong số những người nhận những video mới nhất, hot nhất của kênh nhé. Còn bây giờ thì Thanh Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.